chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Ba mẹ con chuẩn bị đưa sói đi học. Yay! You ready? School time? Raphael? Yes, I'm ready. Yeah, let's go. Go. Let's go. Go. You pick me up later. I'll pick you up later. Yeah, that's right. Ooh. Nào mẹ em lùi cái xe ra ngoài. Nhà xe đã đâu? Ba mẹ con sói trích đến sớm nhất trường. Trời đang mưa đây. Chắc là có bạn nào đây rồi. Hi Yami lớn. Hi morning. Yay. This friend is raining, hey. Đứng đây đợi một xíu nha. Đợi một xíu đến giờ các cô mở cửa cho anh sói vào. Rồi hai mẹ con về. Hiya. Hai mẹ con bắt cóc được Bác Châu. Đưa Bác Châu xuống Talabadra Crack để chơi. Anh Brandon chỉ thích đi what's that? Bike riding. Chỉ thích đi xe đạp đi loanh quanh thôi. Nên là không xuống thế này. Yeah. I should get a photo of you and Zoe out there. Yep. Hey. Yep. Which color? Ooh, that's nice one. Ooh. What do you say? Thank you. Please. Enough. Is that enough? Được rồi, ui đẹp quá. Đẹp quá nha. Oh. Thank you. Thank you. Okay. Hai mẹ con lại đưa Bác Châu xuống Harbour Town. Bây giờ đang ở S Street để ăn trưa. Bác Châu không biết là đi chọn món gì rồi, còn mẹ em thì đang đợi Malatang. Hôm nào phải đưa ba xuống đây con nhỉ? Hôm nay mẹ sẽ chị uống thử cái trà ở đây. Trông cũng giống kiểu gong cha. Trà này là trà black tea. Trà đen. Cũng có trân châu trắng này. Cũng có foam. Còn đây là malatang này. Bác Châu có cái gì đấy? Ăn đơn giản thôi. Spring roll, summer roll. Gói quấn mà. Yeah. Ngồi góc mặt nạ này để cho Trích nhìn. Nhưng mà Trích đang mải mê với Peppa Pig. Zoe, you want chicken nugget? No. Okay. Ăn thôi. Sói đi học về rồi đây. À, hôm nay đi đón em sói cả Bác Châu đi nữa. Nhưng mà Bác Châu ngồi trong xe với em Trích vì em Trích ngủ mà. Bây giờ Bác Châu vừa mới về lại khách sạn rồi. À, em sói em Trích sẽ xuống bơi một tí. Sau đấy lên là mẹ em cho hai anh em ăn tối tắm giặt. Và anh sói sẽ lại đi ngủ sớm vì hôm nay cả ngày ở trường em chơi. Em mệt ý. À, đi. Đi ra ngoài mẹ mặc paddle jumper nhá. Bơi nhá. Come on. Nào đi thôi, đi thôi. Nào anh sói. Raffi. Đi thôi, ra đây mẹ mặc paddle jumper vào. Nào. Cái này là cái mới này. Mẹ em mới mua này. Đi, đi vào đây. Can I wear the blue one? Yes, of course. The blue one is your one. Yeah, it's the old one. Yeah, come on. You need to put paddle jumper on before you go in the pool. Come on, Zoe. No. Con phải mặc áo phao vào trước khi con xuống. À, à, Zoe. Áo phao vào đã, nhanh. Lại đây. Nào để mẹ cài cho nào. Yeah, beep, 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 beep. Nào em xuống đi. Bây giờ trong ngày, trong tuần anh sói đi học thì là Trích không có ai chơi cả, chỉ có thời gian này về. Anh đi học về thì mới có người để chơi. Bơi với con nhỉ? Dạ. Hả? À, cái gì? Ừ, con nhảy xuống đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đúng rồi. A zip 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 zip
Có anh sói ở nhà thích nha. Ây à, gentle. Rafi. Hi Rafi. Cái này nó làm sao thế này nhỉ? Sao nó lại xoay thế này nhỉ? Tapa. Lại leo lên cái đấy à con? Ôi giời, leo lên. Hả? You wanna swim, Kinnan? You need to ask your mom. Ui. Here you go. Peek-a-boo. A boom boom. Yeah, ask your mom. Yeah. Ui, hai anh em cùng ngồi lên đấy. Hai anh em cùng ngồi lên đấy á. Hi. Ui, hi. Noodle. Tại vì cái nước kia nó đầy ở mấy cái đầu massage ở dưới bể bơi ấy, thành ra những cái này nó về hết cái cuối này. Hiya Jojo. Tam. Hi Jojo. Hi Rafi. Let's play game, mama. What game? Corner race. Do you wanna race with Zoe? Ask Zoe. Zoe, don't race with me. Zoe, come. Race với anh sói này. Bơi thi với sói nhanh lên. Whoa. That's not Kinnan. That's Ben. Oh. Yes, you. Hi, Rafi. Wow, giỏi chứ nhờ. Rafi on your back. Ôi anh sói bơi kiểu vòng vòng chứ. Ui, thích nổi giỏi chứ. Hi da. On your back you two. On your back. Nằm trên lưng con, nằm trên lưng nổi. Rafi. Love you. Love you. My Mimimo. Oi. Mimimo. Woo. Ah. Bắn nếp vào mẹ rồi nhá. Wow. The water is very strong, hey? Rafi? Nước nó tấn công con à. Zoe, come! Con gọi chiếc lại đây. Rafi, call Zoe. Call Zoe. Anh này bơi ngược dòng à? Anh sói đang bơi ngược dòng à? Go! A pipa. Cười. Cười. Hả? Kệ anh. Zoe kệ anh. Ôi! Đứng kiểu gì đấy? Em đứng, em nhảy một chân xuống thế á? Cái điệu nhảy kiểu gì đấy? Ta 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 ta. Một chân. Two, woohoo. One, two, woohoo. Two, woohoo. Hôm nay mẹ em đến đón anh sói thấy mẹ đến cái chạy ra ôm chầm lấy mẹ chứ. Kiểu sung sướng đến giờ về. Xong nói với mẹ mà mai lại dậy sớm lại đi học mẹ nhá. Rafi. Raphael.
Đứng ở đấy nước nó đẩy thích hả con? Ai đấy, ai đấy? Zoe. Who's that? Who's calling my neighbor? Who's that? Who's calling my neighbor? Maybe that Ben. That's Ben. Your name is Ben? Ồ, em chích có cái điệu gì mà cứ giơ một chân lên. Ơi, cứ giơ một chân em nhảy xuống là thế nào chứ nhỉ? Hey, rồi, rồi Monkey Kiki. On your back, on your back. Hey baby. On your back. Ruffy, turn around. Wow, around and around. That's good. Oh, that's good. Hi. Huh? You change your mind. It's okay. Yeah. Kenan changed his mind. He might want to do something else. Maybe. Apu. Ôi, chích rủ, chích rủ. Chích rủ anh Kenan xuống bơi, nhưng mà anh Kenan bảo anh Kenan thay đổi ý định rồi. Hả? Chích có cái kiểu đấy ở đâu đấy? Có kiểu nhảy xuống nó một chân đấy ở đâu đấy? À ma 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 ma. Woohoo! Ôi! Làm cái gì đấy? Này! À! No! No no no! No! Rafi, that's no nice! If Kenan doesn't want to swim, that's fine. He wants to play with me. No, Kenan has Kenan friend. You can't force someone to play with you. What Kenan play with me? You might play with Kenan tomorrow. It's fine. But anh không chơi với con hôm nay thì anh chơi với con ngày mai. No. Chứ không không thể bắt được, không thể bắt anh chơi với mình được. Ô em chích, ô em chích cũng ra bơi ngược dòng à? Bùm, một hai, bùm, vi. À. Bùm 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 bùm. Jump, Rafi, on your back. Show mommy how can you. Why not? Show mommy how you turn around and around and around. No. Come on. No. Rồi vì anh Kenan không sang bơi cùng. Rồi no. In the pool you go. Nhảy xuống bể nhanh, khẩn trương. Không phải lon ton chạy lên đấy làm gì. Chi. Boom. Hi Soso. Đây một chân. Có cái điệu nhảy một chân ở đâu ra đấy? Hả? Cười cái gì? Papa. Một hai. Zoe, say cheese. Cheese. Say daddy. Daddy. Miss you. Say I miss you. I love you. Hello, daddy. Are you there? Hello. Okay, bye. See ya. Hello. Okay, see ya. Daddy. Thế á, con gọi bà, con gọi daddy à? Ok, beep. Hello? Beep. I miss you. Bye daddy. Bye daddy. Úi giời, bà gọi điện cho bà. Jump. 1, 2, no, jump over there. 1, 2. Woohoo, on your back. Nào, cho mẹ xem nổi thế nào. On your back. Nổi trên lưng thế nào nhỉ? Con nằm nổi trên lưng như thế nào? Hôm nay cứ tưởng là mưa mà cuối cùng là không mưa.
Trời sáng nay lúc 8 giờ là mưa 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 mưa. Lúc ba mẹ con đến trường sói á, mẹ em phải cầm ô đấy. Thế mà lại không mưa đây. Trời muốn mưa mà không mưa. Ừ. Dạ. Thế nào con nhảy xuống đi. Anh sói. Ping 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 pam 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 pam. Ô bùm. Hai anh em bơi mà mẹ em giục mãi xong chưa lên để đi tắm. Không đứa nào chịu lên cả. Cuối cùng là mình phải giả vờ nói là thôi mẹ đi đây. Thì lúc đấy em Trích mới em Trích đi lên này. Xong rồi sói đi lên, hai anh em tắm rồi. Tắm xong mẹ em chuẩn bị làm đồ ăn tối đây. Ăn tối sớm sủa để còn FaceTime cho ba em nữa. Sáng nào bây giờ anh sói đi học là mẹ em cũng 6 giờ bắt đầu dậy, chuẩn bị đồ ăn, các cái hộp đồ ăn cho sói để vào ba lô, chuẩn bị đồ cho em xong thì gọi em dậy. Sói bây giờ là phải dậy lúc 6 giờ 45, 7 giờ gì đấy. Dậy ngồi ăn sáng, rồi là đến em Trích. Em Trích thì mẹ em không thay đồ, không phải gì cả, chỉ thay bỉm cho em thôi. Đưa cho em cái snack bar, rồi là lên xe đưa sói đi học. Thế là hai buổi đầu em sói đi học, mẹ em tranh thủ là lái xe ở ngoài đường hơi bị nhiều chứ cũng không về nhà nghỉ ngơi gì cả. Hôm nay đi xuống dưới chỗ Surfer Paradise để đón chị Châu bạn mình này. Đưa chị đến chỗ biển Talabadra để ngồi chơi này. Rồi là đi Harbour Town đấy, ăn trưa ở đấy, xong rồi về nhà ngồi một xíu xíu. Thế thôi. Bây giờ mới là lúc cả ngày, bây giờ mới là lúc mẹ em ngồi xuống để nghỉ đây. Sau đây là lại làm đồ ăn tối. Can mommy just rest a little bit please? Can mommy thì mẹ ngồi nghỉ một xíu đã. Và mẹ em dừng vlog ngày hôm nay ở đây đây. Tuần tới nữa sói đi học nhất định là mình sẽ dành thời gian để về nhà để nghỉ ngơi. Chơi với em Trích ở nhà thôi chứ không đi, không tranh thủ đi đâu nữa cả. Vì là cũng không có việc gì về đi đâu á. Hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Và sói thì rất rất thích trường con nhỉ. Hay dạ. Do you like your school? Dạ. And your class? Dạ. Đấy, xích má rồi đây, đùa với em Trích xích má rồi. Dạ. Dạ. Má ơi. Tự nhiên lại im im cái gì đó. Con nói cái gì đi chứ? Hả? Nói hẹn gặp mọi người. Hẹn gặp lại mọi người. Ngày mai nhá. Nào. Nói bye bye. Bye. Bye trước đã. Bye bye. Bye. Hẹn gặp mọi người. Ngày mai. Này bơi bơi. Nhớ bơi. Nhớ. Boom cho mẹ. Boom.